chạy ké giùm em. Bữa nay là anh phục vụ á, em không biết đâu cả nha. Bữa nay là anh phục vụ luôn á, em là em không biết đâu á. Trời ơi, ké nhiều quá. Dính ké rồi đó. Bữa nay 8 tháng 3 cũng kỷ niệm một năm mình cũng chơi trong trại nhà ông anh luôn nha. Cái đồ phi cũng là cái chơi. Rồi, ông anh nó qua bên kia xong, qua bờ bên kia. Anh từ từ thôi, anh coi chừng tím, không tắm trưa nắng tắm mát lắm á. Lâu rồi mới vô đây lại phé bữa. Đó, coi cái rô phi nha. Cái đây có chỗ rút nè. Con Mỹ. Cái chài đây có chỗ cái rút nè. Chài mới đó. Được. Cái rô phi. Mỹ ơi. Ba con. Ê, tao đâu có đụng mày đâu mà nhảy đập vậy. Thôi anh bắt rồi, em bắt đầu nó bự em á. Cho nó phơi nắng đi. Chắc chín à, phé dài đi tắt vậy nấu làm nước uống mà. Nó mạnh không, nó bự không? Nãy máu chưa máu rồi nó mà thấy nó nhảy trong động sợ ơi. Cỡ xong bỏ vô luôn. Nhỏ quá. Nhỏ quá hả? Ở bán này to nè. Nhỏ vô. Nhỏ vô. Ngồi yên nha. Đó, đứng yên nha. Ê. Không sao, hai cái nành nó bỏ vô trong đó rồi. Chưa nắng ở ngoài nghỉ ngơi chưa? Sáng ở ngoài làm tập thể dục được rồi, chưa nắng ở ngoài nghỉ ngơi. Nghe đâu cho nghỉ đâu. Rồi. Nắng non hợp tác vô đi, mình vô đây mình nằm đi. Nắng nô mà còn không hợp tác nữa. Đây thành quả của mình nãy giờ. Đã thành quả 8 tháng 3. Phé quá phé. Hợp tác đi. Đó. Giờ mình làm phim chài hai chài nữa coi. Oh.
Ồ, bữa nay thấy nắng. Chắc mới mùa xuân chắc vừa về lại rồi. Mới mùa xuân giờ quay hè. Đây. Mấy cái lóc đó coi. Đó có hai con ớt kim hả? Sao bữa ở đây rổ đựng gì đó. Cái rổ từ từ. Ôi, ập cái nước lại để. Trời ơi, nó to. Ê, cái mèo. Trời ơi, nó mạnh hơn con luôn á. Trời ơi, đánh con mệt về. Hai con nhỏ nữa đó. Bự hay nhỏ? Cái nhỏ. Con bự á, đúng không? Ê. Ơi, con đó được rồi, con đó. Ồ, nó mạnh dữ sợ, mạnh hơn con luôn á con ơi. Ồ. Rồi, xong. Xong. Trời ơi, nó mạnh dữ sợ luôn. Hai con à. Đây hai con à. Giờ đánh được cất. Còn cái nữa à? Cái trê mà. Coi chừng đứt tay vậy nha. Nay mai về kêu thêm thả cá thêm chứ. Tao đưa dịnh cha, cắm nó rớt ấy. Chỗ nào đừng có bèo. Ồ, nó búng mà chưa. Cái lóc gì nấu lẩu, cái lóc ngon. Nấu chéo cái lóc cũng ngon. Ké gì vậy? Quẩy mạnh vậy là chỉ có cái trê. Quất lên đây luôn. Đó, biết ngay mà quẩy mạnh là chỉ có mấy cái trê là quẩy mạnh thôi à. À, qua cái trê không vậy? Trời, Mỹ này thân. Bự lắm. Thẻ mới xuống luôn rồi chứ. Thẻ mới luôn, cái trê không à. Ui, ờ, Mỹ đây không có con ké nào được ấy. Trời ơi, nhiều vậy hả? Vậy mà chị Bê không xuống phụ anh Bê làm thấy chưa? Chị kèo ốc này bén lắm không? Phương lại một bèo vô đó bén Phương ơi. Bé với bà tính á. Ủa mà bắt xuống bê chị mà bắt được con rổ rồi. Ở đây người ta gọi là ốc sát, ở trong đó gọi là ốc quắn thôi không? Với trái ốc. Quá trời trời ốc luôn. Ui, đánh được rồi. Ui, cũng nhiều đó. Trọng trọng không ơi con? Dạ, đó nó bự mà. Bây giờ mình làm gỏi á. Bự. Ở tôm nhảy. Ờ bự. Con này phải bán 250 một ký. Dạ. Con bắt lên mấy con thử coi. Cái cái rổ, cái rổ. Ồ tôm bự đó. Tôm này 250 luôn nha, bữa nay mắc lắm. Cái này cũng được nửa ký, hơn nửa ký. Hơn nửa ký. Hơn nửa ký á. Ồ.
đánh khúc nào mà có ngon vậy? Ở dưới nó đi mình hả? Ngay đi mình luôn hả? Dạ, chống đi mình mới có loại đây vậy. Ồ, nó to chưa? Nước chảy này sao nó rải được, đánh xét xét vô phía trong rồi. Đây còn hơ cái xiển nữa. Quang mà còn nguyên một cái nửa trên của trời nó chưa bung ra luôn. Rồi đó chưa ăn thua nữa. Còn lớn luôn á. Rồi đó chưa có con nào nữa. Thấy không? Gì đâu? Ủa? Em sợ luôn. Mr. Gà. Tắt đi, tắt đi cho nó.